Máy mát xa mặt hiện nay là một trong những thiết bị làm đẹp được các chị em ưa chuộng. Nếu cũng đang sở hữu thiết bị này, bạn hãy xem ngay hướng dẫn sử dụng máy mát xa mặt dưới đây để biết cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất nhé. Bước 1. Muốn chăm sóc da mặt hiệu quả bằng máy mát xa thì trước hết bạn cần làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa để da trở nên thông thoáng hơn. Còn đặc biệt chú ý vùng da chữ T hoặc những vùng da có dấu hiệu lão hóa, nám, mụn. Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong sử dụng máy mát xa mặt. Bước 2. Rửa mặt lại bằng nước ấm. Bước này có tác dụng làm sạch sâu da thêm một lần nữa. Sau đó hãy lau khô da bằng khăn mềm. Bước 3. Chọn đầu máy mát xa phù hợp, rồi tiến hành mát xa mặt theo thứ tự hai bên má, vùng trán, cánh mũi, vùng da dưới mắt và cuối cùng là vùng cằm. Cần chú ý sử dụng máy từ cấp độ nhẹ nhất, sau đó tăng dần lên. Bước 4. Tiếp tục mát xa cho da mặt và tập trung vào các vùng da có dấu hiệu lão hóa, sạm, nám. Mát xa như vậy trong khoảng 5 đến 10 phút. Cuối cùng tắt máy, rửa mặt lại một lần nữa với nước ấm và vệ sinh đầu máy thật sạch. Hiện nay trên thị trường còn có loại máy mát xa mặt ion và cách sử dụng của loại máy này sẽ tương đối khác. Cùng xem những hướng dẫn sử dụng máy mát xa mặt ion dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Bước 1. Làm sạch da với sữa rửa mặt. Bước 2. Chọn chế độ mát xa phù hợp. Nếu muốn làm sạch sâu cho da, bạn nên chọn chế độ ion dương kết hợp với sữa rửa mặt tạo bọt để lấy đi toàn bộ bụi bẩn. Ngược lại, nếu muốn kích thích tái tạo da, giảm thâm nám, giúp da hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất, bạn nên chọn chế độ massage ion âm. Bước 3. Bắt đầu massage da theo hướng từ dưới lên, từ trong ra ngoài trong 5 đến 10 phút. Sau đó tắt máy, rửa mặt lại với nước sạch và vệ sinh đầu massage. Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc da và những lợi ích của máy massage mặt, mời các bạn theo dõi bài viết ở link dưới đây.